Phần tiếp theo này sẽ là một cái phần tương đối là quan trọng, các bạn để ý kỹ giúp tôi, đó là cái nhóm lệnh shopping. Nó sẽ giúp cho chúng ta cắt hàng các đối tượng, thì từ những cái đối tượng đơn giản chúng ta sử dụng cái nhóm lệnh shopping này thì chúng ta có thể là tạo ra những cái đối tượng khác. Chúng ta sẽ quan sát cái thao tác như sau. Tôi có một số các đối tượng cơ bản, ví dụ như là một hình chữ nhật đó, hoặc là một hình elip. Bây giờ tôi có màu xanh này, màu đỏ này, ví dụ thế, hay màu vàng đi. Thì chúng ta sẽ thấy là nó có mấy trường hợp như sau. Tôi đặt ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các cái hình mà chúng ta xử lý thì nó nằm chồng lên nhau một phần, đè lên nhau một phần. Trường hợp thứ hai là những cái thằng này không đè vào nhau. Trường hợp thứ ba là những thằng này đè vào nhau nhưng mà là lọt hẳn lòng vào nhau, chứ không phải là đè vào nhau một phần thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm xem cái này. Trước hết là tôi copy cái đống này lại đã, để tôi cất giữ đi. Trong nữa chúng ta sẽ giới thiệu từng lệnh một. Mỗi một lệnh chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ lại giới thiệu sang lệnh mới. Thế bây giờ để mà hiện ra cái nhóm lệnh shopping thì các bạn sẽ phải chọn từ 2 đối tượng trở lên, thì các biểu tượng của cái nhóm lệnh shopping nó mới hiện lên ở đây. Các bạn có thể gọi nó ở trên thanh property khi mà các bạn chọn từ 2 đối tượng, hoặc nếu các bạn muốn tìm hiểu là gốc gác nó nằm ở đâu thì các bạn vào trong menu object và các bạn tìm tới cái nhóm lệnh shopping này thì nó cũng sẽ hiển thị ở đây. Tuy nhiên là làm việc ở trên thanh property thì nó tiện hơn rất là nhiều. Thế thì tôi sẽ liệt kê các cái lệnh như sau. Lệnh đầu tiên này là lệnh well, chúng ta dịch nôm na ra là lệnh hàng. Lệnh thứ hai là lệnh trim, thì là lệnh cắt. Lệnh thứ ba là intersect, là lệnh này nó sẽ phát sinh ra một cái đối tượng ở cái phần giao nhau giữa các đối tượng. Lệnh simplify thì nó sẽ cắt các đối tượng, nhưng mà ở một mức độ là gì đây ạ? Đối tượng nọ sẽ cắt lẫn đối tượng kia khi mà các đối tượng có cái phần chồng với nhau. Front minus back thì nó sẽ lấy cái hai cái, một cái là front minus back và một cái là back minus front, thì lúc này đối tượng ở trên sẽ cắt đối tượng ở dưới, hoặc đối tượng ở dưới sẽ cắt đối tượng ở trên. Tuy nhiên là nó sẽ có cái phần khác với lệnh trim. Lệnh trim thì nó cắt xong nhưng mà các đối tượng mà cắt nó vẫn còn. Đấy, đối tượng làm sao cắt vẫn còn. Thế còn trong hai lệnh back minus front và front minus back thì đối tượng nào mà làm giao cắt thì sau khi thực hiện lệnh xong nó sẽ mất đi. Thế còn lệnh create boundary thì nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới từ những cái đối tượng gốc, nhưng mà nó chỉ có cái đường viền thôi, không có bề mặt, và sau đó chúng ta cần thì chúng ta sẽ tô bề mặt sau. Và một lệnh tương đối đặc biệt được đặt tách ra so với các lệnh khác thành một nhóm riêng biệt, thì đấy là cái lệnh combine, hay là lệnh hòa trộn các cái đối tượng khác nhau vào để tạo thành một cái nhóm mới, một cái đối tượng mới. Trước hết thì chúng ta sẽ xem lần lượt, bắt đầu từ lệnh well. Lệnh well thì nó sẽ giúp chúng ta hàn các đối tượng vào với nhau. Từ những cái đối tượng riêng biệt sẽ hàn thành một đối tượng duy nhất, và lúc này thì hình hài nó sẽ là hình hài tổng của hai hình bây giờ mà chúng ta nhìn thấy. Chu vi thì sẽ là chu vi tổng của hai hình chúng ta đang nhìn thấy. Thế nhưng mà thuộc tính thì ví dụ một thằng xanh, một thằng vàng như thế này thì nó sẽ hoặc là theo thằng xanh hoặc theo thằng vàng. Nó chỉ còn một thuộc tính về màu thôi. Bây giờ chúng ta nhấn lệnh này, well, hàn hai thằng rời vào thành một. Và lúc này các bạn nhìn thấy là màu nó thành màu xanh.
Thế thì có cái quy tắc nào để hiểu rằng là khi nào thì thành xanh, khi nào thành vàng, tức là ưu tiên giữ lại thuộc tính của đối tượng nào trong số các đối tượng gốc để mà truyền cho cái đối tượng mới phát sinh hay không? Thì chúng ta sẽ thấy là con heo nó ưu tiên, nhưng mà ưu tiên theo hai cách khác nhau. Một là nếu như tôi và các bạn chọn các đối tượng này bằng cách vẽ ra một marquee, thì cùng một lúc tôi chọn cả hai đối tượng này và không có phân biệt thứ tự trước sau, vậy thì quy tắc hôm qua chúng ta đã nói sơ bộ rồi, có nghĩa là nó sẽ ưu tiên cho cái thằng nằm dưới đó, ưu tiên cho thằng nằm dưới, và nó sẽ lấy cái màu của thằng nằm dưới để gán cho cái đối tượng mới. Thế còn nếu mà chúng ta chọn theo cái cách là có trước có sau, có nghĩa là xác định được đối tượng nào được chọn cuối cùng trong các đối tượng, thì tôi sẽ chọn xanh này, giữ ship này, chọn vàng này, thì rõ ràng là vàng chọn sau, và khi tôi hàn như thế này thì nó sẽ lại giữ lại thuộc tính của thằng vàng để gán cho cái thằng mới này. Lệnh well thì nó không giới hạn về số lượng các đối tượng được hàn vào với nhau. Bạn hàn thì tối thiểu là 2, còn nếu mà thích thì bạn có thể là hàn 20, 200 hay 2000 cái cũng không thành vấn đề, miễn là máy bạn đủ RAM để tính khi mà nó hàn các đối tượng, thế thôi. Đấy, nó không giới hạn số lượng. Tiếp nữa thì chúng ta xem tới cái trường hợp thứ hai ở trong cái lệnh hàn này, đó là khi các đối tượng không chồng vào nhau thì nó có hàn là không. Hai đối tượng hoặc là nhiều đối tượng mà hàn nhau nhưng mà nó lại không chồng vào nhau thì lệnh này vẫn thực hiện được. Chỉ có điều sau khi hàn nó thành một đối tượng mà gồm có hai hoặc là nhiều mảnh nằm rời nhau ra, nhưng mà thực tế thì đây vẫn được coi là một đối tượng, và thuộc tính của nó thì nó cũng sẽ là tuân theo quy tắc hoặc xanh hoặc vàng theo cái ưu tiên là thằng nằm dưới hay thằng được chọn sau cùng. Thế còn trường hợp mà hai hoặc nhiều đối tượng mà nó nằm đè lên nhau nhưng theo kiểu lọt lòng thì theo bạn nó sẽ thành cái gì? Thành một màu thì đương nhiên rồi, nó sẽ thành thằng nào? Thành vuông, đúng rồi. Thằng nào to thì sẽ nút luôn thằng bé. Thế còn màu thì theo thằng bé, thằng to thì còn tùy vào cách chọn đó. Bây giờ chúng ta xem tiếp sang lệnh thứ hai nhé. Lệnh thứ hai là lệnh trim. Bây giờ tôi thử cái trường hợp đầu tiên, đó là hai đối tượng chồng một phần lên nhau. Bây giờ tôi thực hiện lệnh trim, các bạn sẽ thấy là một trong hai đối tượng này sẽ trở thành con dao cắt, và đối tượng còn lại sẽ trở thành đối tượng bị cắt. Giao nhau ở đâu thì sẽ cắt luôn ở đấy, cắt đúng cái phần nó chèn lên nhau. Thế còn vấn đề là thằng nào trở thành dao cắt, thằng nào trở thành con gà bị cắt thì tùy thuộc vào vấn đề chọn thôi. Và các bạn cũng lại thấy là cái quy tắc là gì đấy, nếu không xác định được đối tượng nào trước, đối tượng nào sau thì thằng nào nằm dưới sẽ bị thằng trên cắt. Thế còn nếu mà chúng ta có chỉ định thì đây, chúng ta lại xem lại đó. Chọn xanh này, chọn vàng này, cắt này, thì lúc đấy thằng nào chọn sau thằng ấy thành gà đó. Thế thôi, ưu tiên theo cái kiểu gọi là trước sau hoặc là trên dưới đấy. Nếu mà chọn trên dưới thì thằng nào nằm dưới thành gà, còn thằng nào nằm trên thành dao. Còn ngược lại, nếu như mà đã chọn có thứ tự thì thằng nào chọn sau thằng ấy thành gà, và thằng chọn trước thành dao. Bây giờ mình lại xem thêm một chút nữa như thế này. Hiện tại chúng ta chỉ có hai đối tượng thôi. Nếu bây giờ mà tôi có nhiều đối tượng thì sao? Thì thằng nào cắt thằng nào? Chúng ta cùng xem nhé. Tôi đặt thêm một đối tượng vào đây để tôi cắt thử. Và bây giờ tôi chọn cả ba. Và tôi thực hiện lệnh trim thì cái gì xảy ra? Nhắc thằng trên cùng ra này. Thằng trên cùng này chắc chắn là dao rồi. Thằng dưới cùng bị cắt, thằng giữa không tổn thương gì hết. Đó, tức là cái quan hệ của cái lệnh trim này thì nó sẽ chỉ giải quyết cái vấn đề là chỉ hai đối tượng thôi. Tôi có chọn 20 đối tượng hay 200 đối tượng vào thì nó cũng mặc xác các đối tượng ở giữa, nó không quan tâm. Nó sẽ chỉ
ra lệnh cho cái thằng trên cùng cắt thằng dưới cùng. Nếu như chúng ta chọn theo cái kiểu gì đây nhỉ? Tất cả đúng không? Bây giờ tôi lại undo lại nhé. Và tôi lại chọn lại theo cái kiểu là shift này, shift này, shift có chỉ định trước sau. Đó. Cắt này. Thì ngược lại là gì đây? Thằng này nguyên này, thằng giữa này nguyên này. Và làm sao đây? Thằng này đây, để xử lý lại nhé. Bây giờ tôi chọn này, 1 này, 2 này, 3 này. Cắt này. Bây giờ chúng ta xem lại xem nó như thế nào. Thằng này trên cùng thì thôi, ok, tốt rồi, đó. Lúc này thì chúng ta lại thấy rằng là nếu có chỉ định thì lúc này những thằng nào được chỉ định thì sẽ làm sao? Sẽ đóng vai trò giao. Và thằng dưới cùng sẽ bị cắt theo đúng tất cả các con dao mà được chỉ định nhau. Chọn kiểu này. À không. Gì đấy? Tức là cái thằng ở giữa này nó sẽ không bị đóng vai thằng, mặc dù ở dưới nhá, ở dưới thằng trên cùng, nhưng mà nó sẽ không bị đóng vai trò gà. Đấy. Mà nó sẽ đóng vai trò là tất cả bọn ở trên thành dao. Đấy. Dao thì không cắt lẫn nhau mà chỉ cắt gà thôi. Đấy. Thế bây giờ xem tiếp sang cái trường hợp là không đè lên nhau. Không đè lên nhau thì lệnh này có thực hiện hay không? Lệnh này vẫn thực hiện. Và chẳng có thằng nào sức mẻ gì cả. Tại vì dao không cắt trúng vào gà cho nên là gà cũng không sức miếng nào hết. Đấy. Thực tế thì nó có thực hiện lệnh đấy. Nhưng mà do là nó không cứa chúng cho nên là con gà không rụng cọng lông nào cả. Thế còn trường hợp mà các đối tượng mà lọt lòng nhau thì sao? Thì bản thân cả cái đối tượng phía trên này sẽ thành con dao mà nó khoét đúng diện tích đó. Tại vì đây chính là phần dao nhau rồi. Dao ở đâu thì cắt ở đấy. Nhưng các bạn lại lưu ý là trường hợp này nó có cái đặc biệt nhé. Nếu như các đối tượng mà đè lên nhau theo kiểu lọt lòng thì chỉ đối tượng bé mới được phép cắt đối tượng to thôi. Đối tượng to thì lại không cắt đối tượng bé lọt lòng nó được. Đây, chọn thằng xanh trước này, chọn thằng vàng sau này. Và nếu bây giờ tôi ra lệnh cắt, nó nothing change, thông báo luôn nothing change, không có gì thay đổi cả. Trong trường hợp này thì thằng này không được phép cắt thằng bé hơn nó. Chỉ có thằng bé được phép khoét ruột thằng to ra thôi. Còn thằng to mà nó đè hẳn lên như thế này thì không cắt được. Tại vì thực ra thì chúng ta hình dung ra là nó đòi hỏi là gì thế nhỉ? Đòi hỏi là phải có một cái sự giao cắt. Đấy. Giao cắt. Thế thì thằng này thì nó giao cắt theo kiểu gọi là lấy cả bản thân nó giao cắt với thằng dưới. Thằng này thì không làm thế được. Thằng to thì không cắt thằng bé được như thế. Bây giờ chúng ta xem tiếp đến trường hợp thứ ba nhé. Trường hợp thứ ba thì nó có tên là intercept. Nôm na là hai thằng này giao nhau ở đâu thì nó sẽ phát sinh ra một đối tượng thứ ba có hình dáng, có vị trí đúng hình dáng vị trí ở cái phần giao nhau giữa hai đối tượng gốc. Đấy. Hay là nôm na gọi là một đối tượng là bố, một đối tượng là mẹ, thì kiểu giao nhau ở đấy thì sẽ phát sinh ra một đối tượng con có cái phần hình dáng và vị trí đúng phần giao nhau. Thế còn thuộc tính thì nói nôm na là bảo nó giống mẹ hay giống bố thì tùy theo cái cách chọn lựa của chúng ta. Đây, nếu như tôi chọn theo cách là cả hai cái cùng một lần và tôi ra lệnh intercept thì đối tượng này nó sẽ nằm ở vị trí giao nhau, có hình dáng giống phần giao nhau, nhưng thằng này là giống bố. Đó, là màu xanh. Thế còn nếu như mà tôi chọn gì đây? Chọn thằng xanh trước, chọn thằng vàng sau mà ra lệnh intercept thì cái thằng này
có hình dáng và vị trí giống phần dao nhau, nhưng mà giống thì giống mẹ. Đó là hình tròn. Thế còn hai thằng mà nằm cách nhau thì sao? Hai thằng nằm cách nhau thì không sinh ra cái gì được cả, tại vì nó yêu cầu là phải có sự giao kết với nhau thì nó mới dựa trên cái phần giao kết đó để nó phát sinh ra cái thằng con. Đấy. Thế trong trường hợp này là không giao kết với nhau, do đó không có cái phần hình hài và diện tích để mà nó dựa trên đấy nó phát sinh ra thằng con thì lệnh này không thực hiện được. Đây. Nothing was changed. Object must overlap. Đó. Tức là nó đòi phải có cái phần chồng lấn lên nhau. Thế cho nên là lệnh intercept thì nó đòi hỏi là buộc lòng là phải có cái sự giao nhau thì mới thực hiện được. Thế còn hai đối tượng này nếu mà nằm lọt lòng thì sao ạ? Thì sao? À, phần giao nhau chính là cả cái hình tròn và đối tượng sinh ra sẽ là hình tròn. Còn sinh ra nó màu vàng hay màu xanh thì tùy thuộc vào cách chọn của chúng ta. Đó. Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ làm trường hợp thứ tư, simplify. Đây bây giờ tôi lại đưa thêm một hình mới vào đây để chúng ta nói về cái lệnh này. Này, cũng vẫn ba trường hợp giao nhau, không giao nhau và lọt lòng nhau. Khi tôi sử dụng lệnh simplify thì nó sẽ xảy ra điều gì? Cái này thì hơi khác so với lại trim. Trim là chỉ xử lý tất cả những thằng phía trên cắt cho thằng phía dưới. Đó, hoặc những thằng được chỉ định là dao cắt cho một thằng duy nhất được chỉ định là gà. Còn trong trường hợp này thì nó hơi khác. Nó là gì? Chỉ có thằng duy nhất, một thằng duy nhất là đóng vai trò dao. Còn lại, các thằng còn lại thì vừa là dao vừa là gà. Đấy. Thằng trên cùng cắt thằng thứ hai, nhưng bản và cắt tất cả những thằng dưới nó. Nhưng thằng thứ hai này thì bị thằng này cắt, nhưng bản thân nó lại cắt những thằng dưới nó nữa. Đấy. Thế bây giờ chúng ta xem ngược lại thì xem cái vai trò này nhé. Tôi nếu mà tôi chỉ định, vừa nãy là chúng ta nói là theo cái thứ tự trên dưới, đúng không? Ưu tiên thứ tự trên dưới, bởi vì vừa nãy là chúng ta chọn theo kiểu là không phân biệt trước sau. Bây giờ tôi chọn này, chọn này, có trước có sau, xem simplify nó ra cái gì nhé. Vẫn thế, tức là trường hợp như thế này thì nó không quan tâm tới cái chuyện là chọn cái gì trước, chọn cái gì sau nữa. Đấy. Mà nó chỉ quan tâm tới vấn đề tầng thứ thôi. Cứ thằng nào ở trên thì sẽ cắt thằng ở dưới. Cắt tất cả những thằng ở dưới nó. Và thằng ở dưới nữa thì là bị thằng trên cắt, nhưng chính nó lại cắt những thằng dưới nó. Đấy. Đó. Giống như là kiểu ở thôn ấy, đó. Nộp tí lên trên xã, ông xã lại bị ông huyện đòi nộp lên trên huyện, huyện lại đòi nộp lên tỉnh, tỉnh nộp lên trung ương. Nói tóm lại là nó sẽ thu từ trên xuống dưới. Đấy, thằng nào trên cùng là nó sẽ có quyền thu hết tất cả những cái thằng ở dưới cấp dưới nó. Chỉ có duy nhất cái thằng ở trên cùng này là không phải nộp cho ai cả thôi. Đấy, còn thằng ở dưới này thì cứ thế là cấp dưới là nộp cho cấp trên. Thằng dưới cùng là sẽ phải nộp tất. Trường hợp simplify mà chúng ta thấy là các đối tượng không đè vào nhau thế nào cả thì lệnh này vẫn thực hiện, nhưng mà chả có thằng nào suy chuyển hết. Tức là lệnh thằng trên giao xuống, nhưng mà thằng dưới coi như là không nghe thấy thì thôi, tao trả nộp cho mày. Đấy, vì là không đụng được đến nhau thì thôi, kệ lơ đi hết. Cho nên chẳng thằng nào sứt mẻ với nào hết. Thằng trên không cắt được của thằng dưới cũng không cắt được của thằng dưới nó nữa. Nguyên vẹn.
Thế còn trong trường hợp mà lọt lòng thì có phần dao thì đương nhiên là bao cắt rồi. Đấy, nó sẽ đục cưa đứt đục suốt từ trên xuống dưới. Đây, simplify, nhắc ra chỉ có thằng trên cùng này là nó không có gì đây nhỉ, nó không có bị sứt mẻ nào thôi, còn ở dưới thằng này bị đục thủng này, thằng này bị đục thủng này, đấy cứ giao nhau ở đâu giờ bị cắt đi đấy. Bây giờ trường hợp tiếp theo nữa đó là lệnh France Minutes Back và Back Minutes France, thì thằng này cũng là cái dạng mà không quan tâm tới thứ tự lựa chọn trước hay sau, mà nó chỉ quan tâm tới vấn đề tầng thứ thôi. Đây, ví dụ lệnh này front minus back, khi tôi ra lệnh thằng dưới sẽ cắt thằng trên, thằng dưới sẽ trở thành dao, thằng trên sẽ trở thành gà, và sau khi cắt xong một cái lập tức nó hủy bỏ con dao đi ngay, vứt con dao đi luôn, chỉ còn lại con gà bị cắt mất miếng này thôi. Đấy. Trường hợp không đè vào nhau, lệnh này có thực hiện được không? Có, vẫn thực hiện, tức là cái thằng dưới này vẫn thực hiện thao tác cắt. Có cắt được hay không không cần biết, nhưng mà ra lệnh là cứ làm đã, và làm xong cắt được hay không cắt được cũng vứt bỏ con dao đi, và còn lại thằng ở trên nguyên vẹn. Trường hợp này không cắt được vì là thằng dao dưới to hơn thằng gà trên đấy, mà lọt lòng nhau cho nên là lệnh này không thực hiện được. Bây giờ chúng ta lại thử lại một tí. Vừa nãy là chúng ta chỉ có hai đối tượng thôi, bây giờ xem thử một đối tượng nữa vào xem nhé, xem nó có giới hạn gì về cái số lượng hay không. Bây giờ tôi lại đặt ba đối tượng vào đây. Chọn này và front minus back, thì về mặt nguyên tắc cũng sẽ chỉ còn duy nhất một thằng trên được phép tồn tại lại thôi, và nó tồn tại ở cái góc độ nào, phần nào không bị chồng vào thì sẽ không bị cắt, thế thôi. Cứ chồng vào thì tất cả bọn dưới đều biến thành dao cắt hết, và cắt thằng trên cùng. Thằng trên cùng còn lại màu to màu nhỏ thì tùy vào cái vấn đề là nó chồng vào với thằng dưới nhiều ít thế thôi. Còn sau khi cắt thì toàn bộ những cái thằng được chọn ở bên dưới thì sẽ là dao cắt, và cắt xong nó cũng sẽ hủy đi hết. Trường hợp này thì sao? Còn lại thằng nào? Cắt được hay không thì nó cũng sẽ hủy hết tất cả con dao. Còn trường hợp này thì chắc chắn là nó không cho làm luôn, tại vì là tất cả những cái thằng ở dưới đều to thằng ở trên, cho nên không trường hợp nó cắt được cả. Bây giờ chúng ta lại thực hiện lại thêm một cái thao tác này nữa, đó là gì? Back minus front, thì trường hợp này bọn trên sẽ cắt bọn dưới đó, và tất cả những thằng ở trên thành dao, và cắt xong thì cũng hủy dao đi, chỉ còn lại thằng dưới bị xén như thế này. Đấy. Trường hợp này sẽ chỉ còn lại thằng dưới cùng, trường hợp này thằng này sẽ bị đục thủng bụng ra. Đấy. Bất kể ở trên có bao nhiêu con dao không cần biết, nó sẽ khoét theo cái hình mà to chồng lên to nhất. Đấy. Và tất cả những con dao bé hơn cộng với con dao to nhất đấy đều bị hủy đi sau khi mà nó khoét bụng cái thằng to ra. Thế còn cái phần lệnh cuối cùng ở trong cái nhóm lệnh này đó là Chris Boundary, thì nó sẽ tạo ra một đối tượng mới có chu vi, có hình dáng bằng đúng chu vi và hình dáng của những cái đối tượng gốc ban đầu. Tuy nhiên nó khi nhắc ra thì chúng ta thấy là cái phần mới tạo ra này nó không có bề mặt. Đấy, nó chưa tô màu gì cả, và các bạn có thể sẽ chọn tô màu sau. Nằm cách nhau ra cũng tạo thành một grid boundary mới. Đây.
nó thành hai mảnh rời nhau của một đối tượng, và khi tôi tô màu thì nó cũng sẽ tô màu cho cả hai mảnh này. Còn trong trường hợp này thì nó chỉ phát sinh ra bằng cái diện tích thì đấy, thằng to nhất thôi, tại vì thằng kia lọt lòng rồi cho nên là chu vi thì chu vi tổng vẫn là chu vi của cái thằng to nhất. Thế thì trong những cái nhóm này thì chúng ta thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lệnh chúng ta đã thực hiện. Thế và có một lệnh nằm rời nhau ra. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái lệnh này. Lệnh rời này thì nó gọi là combine. Combine là kết hợp các đối tượng vào với nhau. Nghe thì có vẻ hơi giống giống như là lệnh hàn, tức là từ những cái đối tượng rời thì kết hợp lại trở thành một đối tượng mới có chung thuộc tính. Tuy nhiên là nó có một điểm đặc biệt là nếu như giao nhau vào đâu thì nó lại đục thủng ở phần giao nhau ra. Bây giờ chúng ta đặt song song hai cái này để chúng ta xem và chúng ta quan sát luôn. Tôi sẽ một bên tôi thực hiện lệnh combine, một bên tôi thực hiện lệnh while để xem nó giống nhau và khác nhau thế nào. Đó, đây, lệnh này while hàn, lệnh này combine, lệnh này while, lệnh này combine, lệnh này while, lệnh này combine. Giống nhau điểm nào và khác nhau điểm nào ạ? Giống nhau là đều từ những đối tượng khác nhau sẽ trở thành một đối tượng duy nhất, thuộc tính sẽ trở thành một thuộc tính thôi. Đó, chỉ có điều là nếu mà có giao cắt thì một thằng sẽ bị đục thủng ra ở phần giao cắt đó. Không giao cắt thì nó sẽ giữ nguyên, và chỉ có duy nhất cái trường hợp là không giao cắt thì cả hai thằng này giống nhau. Đó, còn lại giao cắt một phần hay là giao cắt toàn bộ theo kiểu lọt lòng thì đều tạo ra những cái sự khác biệt, đó là thủng ra những phần giao cắt đó. Nhưng nó có một điểm nữa như thế này. Khi combine thì nó có một cái quy trình ngược đối với combine là break, tháo dỡ ra. Các đối tượng combine thì đều cho phép tháo dỡ ngược ra cả. Đây, tôi bấm vào lệnh break, hay là các bạn nhớ kỹ cho tôi cái lệnh này là lệnh Ctrl K. Lệnh Ctrl K thì nó áp dụng được cho rất nhiều trường hợp khác nhau, rất nhiều nội dung khác nhau. Cứ tháo dỡ một cái gì ra, nếu mà trong Corel cho phép tháo dỡ thì đều là gần như là sử dụng cái lệnh break này. Bây giờ tôi bấm nhá, break. Đây, hai hình giả về diện tích gốc và hình gốc. Tất nhiên thuộc tính thì nó không giả được, thuộc tính cũ, nhưng mà về diện tích và hình hài thì nó giả ra thành các đối tượng gốc được. Đây, đầy đủ. Kết hợp bao nhiêu hình vào thì nó tháo dỡ ra, nó giả lại bấy nhiêu hình, không suy chuyển một tí tẹo nào cả. Về hình dáng, về diện tích, nhưng mà về thuộc tính thì nó không giả thuộc tính được cho cái thằng bị biến. Thế còn trong lệnh while thì duy nhất chỉ có cái trường hợp mà nó không dính nhau thì mới có thể break, mới có thể bẻ ra được. Còn tất cả những cái thằng mà hàn lọt lòng hay hàn chồng một phần thì không được phép tháo ra nữa. Combine thì tháo được, break thì không tháo được. While thì không tháo được. Thế như vậy là chúng ta vừa lại làm quen thêm một cái nhóm lệnh nữa cực kỳ quan trọng, đó là sharpen, tức là hàn cắt các đối tượng. Thế thì sau khi mà chúng ta trao đổi đến phần nội dung này thì bắt đầu đủ kiến thức để cho chúng ta bắt đầu làm một cái gì đó rồi. Và phần tiếp theo sẽ là phần thực hành, và chúng ta sẽ áp dụng toàn bộ những cái gì mà chúng ta đã nói buổi hôm trước cộng với cái phần mà vừa mới trao đổi buổi ngày hôm nay, để các bạn bắt đầu thực hành lại làm sao cho nó vỡ ra, làm sao cho nó nhớ và nó hiểu hết tất cả các vấn đề liên quan tới những nội dung mà chúng ta đã trao đổi hai buổi ngày hôm nay.